Trở lại về vụ tàu Hải Dương 9 của Trung Cộng, thì chính quyền Việt Nam hiện nay họ đang theo dõi sát về tình hình này. Bộ Ngoại giao của Việt Nam vào ngày 21 vừa qua đã trao lời thông tin trên mạng lưới xã hội về tàu khảo sát Hải Dương địa chất số 9 của Trung Cộng và đã khẳng định chủ trương mọi hoạt động trên biển đều phải tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS vào năm 82. Trong vài ngày vừa qua thì một số thông tin trong mạng lưới xã hội đã xuất hiện sự liên quan đến đường đi của tàu Hải Dương địa chất số 9 và đã được dư luận chú ý. Vì trước đó, từ tháng 7 tới tháng 10, tàu Hải Dương địa chất 8 cùng với nhóm hộ tống đã ít nhất là 4 lần vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kiên quyết phản đối yêu cầu Trung Cộng phải chấm dứt và không tái diễn hành động nói trên. Tuy vậy, Hải Dương địa chất 9 được biết không có một cái biểu hiện vi phạm tương tự. Để trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 21, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng cơ quan chức năng tại Việt Nam luôn luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam về các vấn đề trên biển luôn luôn nhất quán, rõ ràng. Bà Hằng nói rằng các hoạt động trên biển cần phải tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS vào năm 82, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia trên biển có liên quan.